Hiện tại Linh Cẩu được vận chuyển qua đường biên giới ở Móng Cái, và giá của Linh Cẩu đang dao động từ 150 đến 300 triệu một con. Thì đây là thú bản địa ở châu Phi, nhưng khi vận chuyển qua nước ngoài như là Việt Nam thì nó trở thành thú cưng. Nhiều đại gia đang nuôi Linh Cẩu như là chó giữ nhà vậy đó. Nhưng mà nếu tiếp tục cái tình hình này thì sẽ khiến cho cái loài vật này bị mất môi trường sống hoàn toàn ngoài tự nhiên. Bởi vì khi nó vô trong cái môi trường này, nó sẽ không có phát triển được, nó khó sinh sản như tôi đã nói. Nên những con thú được nuôi trong sở thú là để cho các bạn phát triển tình yêu thương của nó. Rồi mấy lạc đà nữa kìa, dễ thương quá, vừa đứng vừa đái luôn rồi. Các bạn coi thú trong sở thú là để các bạn biết yêu quý động vật, chứ không phải là các bạn muốn bắt nhốt động vật làm thú cưng nha. Coi để mình hiểu, để mình sợ mấy bạn nhỏ là sẽ hiểu sai về việc bắt nhốt thú. Lạc đà vừa ăn vừa đi vệ sinh luôn. Ok, Tion sẽ kết thúc chương trình đi sở thú của mình tại đây. Bây giờ tôi sẽ kết thúc chương trình đi sở thú của mình, không quay nữa, để cho các bạn tự đến đây mà khám phá nha. Bây giờ mình sẽ đi tham quan rồi bắt đầu đi đi đâu nữa ta chưa biết. Nói chung là không quay nữa, để cho các bạn tự khám phá. Sở thú bây giờ là rất là tốt, nhưng mà muốn mọi người là hiểu là việc bảo tồn thú là rất quan trọng, cần thiết. Chứ không phải bắt nhốt thú làm thú cưng. Khi đi sở thú thấy người ta bắt nhốt như vậy thấy ham, về nhà cũng muốn làm như vậy là sợ. Đây, gấu. Các bạn yêu động vật thì nhớ là bảo tồn thiên nhiên, đừng tàn phá rừng, đừng chặt phá cây, đừng phát triển đất đai, đừng có tàn phá môi trường. Là nhà mình ở đâu á thì mình cứ ở đó đi, đừng có mua xa nhà cửa rồi tàn phá, mua ruộng vườn ra rồi mua đất thiên nhiên về tàn phá thành rừng tiếp, thành nhà tiếp đó. Mỗi lần con người lấy chồng dựng vợ gả chồng á là bắt đầu là lại tìm đến những vùng đất mới và bắt đầu tàn phá thiên nhiên ở đó, bắt đầu xây dựng nhà cửa lên, rồi xây cầu đồ lên, tạo đường đi lại giao thông thuận tiện hơn, rồi phát triển chỗ đó là lấn chiếm cái môi trường sống của các loài vật. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến các loài vật một chút, thương họ thì để thiên nhiên cho họ sống. Vô đây thì thấy rất là tốt, nhưng mà thật sự mà nói, thấy thú mà vẫn còn bị nhốt như vậy á, không có vui, không có vui cho lắm. Nhưng mà ở đây là quá tốt, sở thú bây giờ tốt hơn sở thú những năm trước rất là nhiều luôn. Sự thay đổi của sở thú phải nói là đẹp ngoạn mục, nhưng mà cần phải có nhiều không gian hơn nữa cho các loài vật trong môi trường tự nhiên.
Như vậy thì không đủ. Những con thú như vậy, thí dụ như cái con cò đằng kia đi, mỗi con nó sống ít nhất là 5 cây số, mà bây giờ tụi nó phải gom vô như vậy, một nùi như vậy, bắt đầu nó dễ phát sinh ra dịch bệnh lắm. Như rái cá hồi nãy chẳng hạn, mỗi con rái cá có tầm hoạt động đến 15 km, mà bây giờ mất thiên nhiên rồi, nó đâu có hoạt động được như vậy. Cái diện tích của tụi nó bị thu hẹp lại là nó dễ phát sinh ra dịch bệnh, rồi nó sẽ không có sinh sản được. Sở thú vẫn còn nhỏ lắm các bạn à. Hy vọng là sở thú có thể phát triển nhiều rộng lớn hơn nữa, có nhiều môi trường thiên nhiên hơn nữa, và có một số loài vật sẽ được thả tự do chạy rong trong sở thú, chứ không phải bị nhốt như thế này rất là tội nghiệp. Vẫn còn, tôi vẫn còn một ít chuối, bây giờ tôi sẽ cho đi kiếm một số loài linh trưởng, họ muốn ăn thì tôi sẽ cho họ. Ok, tạm biệt các bạn nha. Đi làm việc đây.